Chào cả nhà mình nhá. Cả nhà mình ai có nhu cầu về gia vị vịt quay, gia vị heo quay thì nhà mình liên hệ với em nhé. Đây là sản phẩm vịt quay Lạng Sơn. Thì hàng tháng thì mình sẽ có hai buổi chuyên đề vào các ngày trong tháng, thì mình sẽ đăng ở trên cái Zalo của mình. Thì các bạn nào mà sử dụng gia vị nhà mình mà chưa biết cách làm đấy thì các bạn có thể theo dõi ở trên Zalo và mình đặt lịch học nhé các bạn nhé. Khóa học thì là hoàn toàn là miễn phí, mình chỉ thu mỗi bạn 500.000 tiền nguyên vật liệu để thực hành thôi đấy. Thì một tháng mình sẽ tổ chức hai buổi chuyên đề về làm gia vị vịt quay, gà quay và heo quay nhé. Trong đấy thì có vịt quay Lạng Sơn này, chân giò quay lá mốc mật này, gà nướng này đấy. Thì những bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn liên hệ theo số điện thoại trên màn hình nhé, để mình hỗ trợ các bạn. Cái gia vị này của mình thì đang chạy gần đến hiện nay là lên đến gần 100 cơ sở rồi, đang rất là thành công đấy. Khách hàng đánh giá rất là cao về cái sản phẩm gia vị mới này nhà mình. Dễ dàng, tiện lợi sử dụng. Bảo quản được 6 tháng nhé các bạn nhé. Đấy, đóng túi cẩn thận, tem mác đàng hoàng nhé. Mỗi một cân gia vị này của mình thì các bạn sẽ sử dụng được từ 18 cho đến 20 con vịt tùy theo cái biểu vịt mình đang sử dụng này. Nói chung là so với các cái sản phẩm gia vị bên ngoài thì mình khẳng định là gia vị nhà mình là chất lượng cao. Giá nó hơi cao một chút và nhưng mà cái chất lượng sản phẩm thì các bạn cạnh tranh được với bên ngoài thị trường, nên là các bạn cứ yên tâm. Đấy, những bạn nào mà ở xa không tới học được thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở trên kênh YouTube Ẩm thực Thành Đạt của mình nhé. Thì trên kênh mình có chia sẻ và hướng dẫn rất là kỹ chi tiết. Đấy, còn bạn nào mà đang chưa sử dụng gia vị của mình mà đang làm nước chấm chưa ngon này, lên màu chưa đẹp thì các bạn cũng cứ inbox cho mình sẽ hỗ trợ các bạn những cái gì mình biết thì mình sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Cái này thì toàn bộ là gia vị thảo mộc nhưng mình sẽ phải xay hết ra để cho nó ngấm sâu hơn vào con vịt này, nó thơm hơn. Đấy. Trong này thì có khoảng 30-40 loại nguyên liệu mình xay trộn vào với nhau để tạo nên một cái hương vị vịt quay độc quyền của Thành Đạt nhé. Rất là cảm ơn các quý vị khán giả và các bạn trong 3 năm vừa qua Thành Đạt làm nghề thì đã ủng hộ kênh của mình rất là nhiều, cũng như là cái sản phẩm dồi sụn và thịt nướng chung của mình thì cũng là được các bạn ủng hộ rất là nhiều, nên là hệ thống của Thành Đạt về hiện nay cũng tương đối là lớn. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại trên màn hình này của mình, có sử dụng Zalo nhé các bạn nhé.